Ăn sao? Lạnh răng. Lạnh răng à? Sao nữa? Cái mùi vị sao? Ngọt không? Ngọt ngọt. Ngọt ngọt hả? Có béo không? Ăn béo như cheese không? Cheese. Phô mai á? Béo béo lắm như bà đó. Nè. Con không thích hả? Dạ không thích. Con thích cái mùi không? Mùi giống sao? Hả? Giống bông hả? Mùi giống bông hả? Giống cơm giống bông hả? Dạ. Xin chào mọi người vừa đã quay lại với kênh Sống Để Ăn ha. Hôm bữa mình cũng đã review trái cái sầu riêng mua sang King rồi, nhưng mà bữa nay mình mua một trái sầu riêng Mã Lai khác để về ăn coi có ngon không. Bữa giờ cũng bị cách ly dịch bệnh cho nên chán chán không biết làm gì cho nên đi chợ mua cái sầu riêng về ăn cho nó đỡ chán. Với lại giờ cũng không có đi đâu được nữa, chỉ có đi khỏi nhà được có một lần, một ngày khỏi nhà có một lần cho nên mình mua về ăn. Tại bữa giờ cũng coi nhiều kích người ta ăn sầu riêng cũng thèm cho nên mình về mình ăn, mua một cái về ăn chơi. Cái này thì không biết giống gì nhưng chỉ biết là sầu riêng của Mã Lai thôi. Sầu riêng nhập qua đây thường nó đông đá cho nên mình về mình phải xả đông khoảng 4 tiếng 5 tiếng gì đó để cho mới ăn được, không phải là ăn được mà mới dễ mở, mới dễ khui á, khui chứ sầu riêng á ha. Không biết nữa, để mình khui ra rồi mình coi trái này cũng ngon không ha. Rồi, chờ một chút. Rồi bữa nay mình có hai khách mời ha. Này là Chloe, còn cái này là Madison. Bữa nay hai đứa sẽ ăn thử sầu riêng nhé. Để coi hai đứa ăn sầu riêng bây giờ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ con ăn một lần. Con ăn một lần rồi hả? Dạ. Vậy giờ con thấy sao? Ngon không? Tôi chỉ không dạ, biết. Dạ chút xíu giống gram. Chút xíu giống gram hả? Vâng. Tôi chỉ không biết. Gần Madison chưa ăn hả? Cho nên tôi không biết hả? Tôi chỉ không biết. Hả? Rồi, coi hôm bữa ăn con giống cà đem là ngon hay là cà đem ngon hay là cà đem dở? Ngon. Ngon hả? Ngon. Ngon. Còn Madison sẽ nghĩ là sầu riêng sẽ ăn như thế nào? Mùi vị sẽ ra sao? Con không biết. Con không biết hả? Tôi chỉ không biết. Tôi chỉ không biết hả? Chị nói chị không có nói cái đó được. Chị không biết là chị không biết nói cái gì đó. Chị rồi. Không biết tại chị chưa ăn bây giờ. Tại vì chị ăn bây giờ. Nên nó nhọn như con, thế này cái gai nó nhọn lắm nè. Dạ mẹ. Đụng cái là nó đau lắm á. Rồi. Thằng cũng muốn sức qua được chứ ha. Sorry cha. Rồi để mình khui. Mẹ ơi. Con cứ ba mình mẹ. Bùm. Coi đừng gian nha. Coi đừng có nhọn không? Da nó bén lắm, thì sầu riêng nó cũng nhọn nữa. Ba đau không? À, cũng không đau con ơi. Mình cẩn thận thì nó không sao hết. Ok. Nguyễn chị hả? Sầu riêng nó có cái section đó, cái răng á. Mình chỉ cắt theo cái răng cho nó là mình dễ mở lắm. Chắc hả? Mình có răng. Không phải răng cái ngăn ấy, cái section á, nó như là cái she calls cái pouch vậy đó. She calls it nhăn. She doesn't understand it.
Con gửi được không Chloe? Thơm không? Con gửi được không? Con thích thơm không? Mình ăn một bánh cá. Mình sẽ ăn một miếng ha. Mình sẽ ăn thử. Không muốn cái nhỏ cũng được. Con không muốn ăn nhiều thì cũng được. Kinh nè. Yeah, I don't want to eat it. I just want to see her reaction. Okay. It's actually nice. Mm-hmm. It's so nice. I know it's real fast, but does it taste as good as it smells? It tastes like onion custard, you know? Okay. I love custard. You I don't love really custard? Love custard anymore, but I do kind of like it. I remember you really like custard. Oh no, that's Oliver. Yeah. You're remembering wrong. And you're talking English in front of your dog. Cái này cũng hơi cứng. Tell me about it. It's like shaving my legs and I'm in a bathroom. Oh, stop it. No, seriously, it really hurt. Ah, yes. You do it? You see that? Ooh. Like that? Yeah. Wow. Yeah. What's that? Thế là sầu riêng đấy con. Ừ, thưởi nè, thưởi thơm không? Nhé, thơm thưởi nè. Thơm ha. Thưởi thôi chứ không có liếm đâu bạn. Chứ mà liếm gì? Hả? Rồi để thôi bỏ lên cái dĩa ha. Just let me sing a vlog with music. That looks a lot like a cocoon, Daddy. Mm-hmm. Can I try it, please? No, you just chờ chút đi, Chloe. Chloe? Chờ lấy ra hết đi, con. Can I have that one? Hồi nữa, từ. Really cold. Mm-hmm. That's why ăn giống như ice cream á. Ngon, Chloe? Yeah. Ngon. But it doesn't really taste like custard. A little bit like custard. Go back. Hmm. What? Will you get sick if you eat the spice? Yeah, you probably cắt nếu mà ăn cái gai ăn không nổi con này. Will it spike your tongue? Yeah. No, it will hurt when it's going down your neck. Really real. But at least the bathroom is the good gym. Might eat it. I think the bad ones.
Is that ice cream healthy? Cái này không phải ice cream, cái này là chewy and the serving. It's a natural ice cream. Nên cắt. Dạ. Cái viên này. Bây giờ nên cắt serving. Còn cắt chưa ăn. Tôi chưa ăn. This is real exciting. Oh, it's real authentic. I'm gonna have a serving hộp lép mà cơm cũng lép nữa. Ba hộp lép là gì vậy? Hộp lép là cái seed đó con, cái seed, small seed đó. Không biết cái hộp có lép không nhưng mà cái vỏ nó lép. I'm a toad. Sorry. No. Mình chưa ăn. Ba còn cắt. Thành cắt. Thành cắt. Daddy, you know what I did? Daddy, you know what I did? Còn cắt. Chloe, do it again. Còn cắt. Chloe, bỏ xuống đi con. Nè. Can we eat it now? Để bật tắt hết đây, mình sẽ thử ha. Mình ăn. Cần cắt. Vừa tách sầu riêng mà nó vừa thơm nữa, muốn ăn liền luôn á. Mình ăn nha. Mình ăn hả? Dạ, mình ăn nha. Mình ăn hả? Mình ăn nha. Rồi. Mình ăn nha. Rồi, muốn ăn không? Qua đây ngồi nè. Dạ, con không muốn ăn nữa. Không muốn ăn nữa hả? Sao vậy? Cứ chưa ăn mà. Yes. Dạ con ăn mà. Ừ. Con bỏ tay của con ăn mà. Rồi. Xong. Ta 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 ta. Cái trái sầu riêng này là mua khoảng 30 mấy cái đô đó. Nó cũng thêm, các bạn thấy nó cũng còn đông đá nữa ha. Cái hộp, cái cơm thì nó cũng không có bự lắm. Nó cũng hơi nhỏ, nhiều muối thì nó cũng bự. Nhưng mà nhìn bề ngoài chắc có nghĩa là cái này là cái hộp nó cũng hơi bự á. Nhưng là cái trái nó cũng nhỏ, cái trái cũng... cái trái chỉ có tầm 2 kg, 1.5 kg gì à. Cho nên cái này là nó cắt nhỏ để nó xuất khẩu á. Chắc nó cũng nhúng thuốc hơi bị nhiều à, để cho sầu riêng chín ha. Rồi thôi bây giờ mình thử miếng coi nó ăn ngon hơn trái hay là cỡ cái trái mua sân kia không ăn. À, cái muối thì nó cũng cỡ đây, nó đông đá. Nghe thường nữa đông đá ăn cũng ngon lắm. Để sầu riêng mà mùa hè đó, ăn sầu riêng đông đá rất là ngon. Nó giải nhiệt.
mà giờ là mùa đông với lại giờ cũng có ngoài trời có 6 độ rồi, mình vừa nói mà mình vừa chạy nước miếng này, ngoài trời có 6 độ cho nên ăn sầu riêng đông đá cũng không có sao, cũng ngon. Cho nên là mình thử miếng ha. Rất là thơm. Rất là béo nữa. Rồi. Mình nghĩ là chỉ cái trái nhỏ như vậy mà nó cắt sớm, quá sớm. Rồi cũng phải ít nhất cũng phải ngâm thuốc để cho nó chín. Mà cái trái nó cũng rất là ngọt. Mà mùi vị nó cũng rất là thơm. Và nó cũng rất là béo. Cộng theo nó lạnh nữa. Ăn rất là ngon. Mình ăn. Qua đây ăn thử này, con lựa miếng ăn đi. Ăn thử đi, nói với ba biết là ăn giống sao. Ăn ngon. Nói đi. Ăn sao? Lạnh răng. Lạnh răng à? Sao nữa? Cái mùi vị sao? Ngọt không? Ngọt ngọt. Ngọt ngọt hả? Có béo không? Ăn béo như cheese không? Cheese. Phô mai á. Béo béo lắm giống như bạch á. Nát. Con không thích hả? Dạ không thích. Con thích cái mùi không? Mùi giống sao? Nó nhảy bông. Giống bông mà, mùi giống bông hả? Trâm giống bông hả? Dạ. Nó Chloe ăn không? Chloe. Yes. You eating with some meat? I recognize. Cái muối này của mình muối nhỏ nhưng cái hộp nó cũng lép. Mình ăn thêm muối bự hơn rồi nó coi cái hộp nó lép không ha. Này nghĩ chắc hai muối trong này. Cũng rất là ngọt, mùi rất là thơm, vị nó cũng rất là béo. Ăn nó không có dai bằng sầu riêng khác. Nó rất là dẻo. Ăn như kem vậy đó. Vừa béo mà vừa thơm nữa. Rồi ngọt. Cộng theo cái lạnh nữa. Nó hơi ngon. Ăn sảng khoái vậy. Nè, cái hộp nó cũng lép nè. Cũng được. Cũng đỡ nó, cái hộp nó lép như không thôi. Cái hộp mà nó bự á, mua hơi uổng. Nhưng mà 30 đô. Mua bao nhiêu đây cũng được. Ăn đỡ thèm. Không có Việt Nam được cho nên bắt buộc phải mua ở đây ăn thôi. Mình nghĩ ban đầu á, mình nghĩ là cái này nó sẽ không có đủ ngọt, mình nó cũng sẽ không có đủ thơm, vậy nó rất là nhỏ.
mình sợ là nó nhúng thuốc để cho trái nó chín mà nó chưa đủ chín. Mình bắt đầu mình nghĩ là nó sẽ sượng, ít nhất cũng có một hai hai muối nó sượng, mà nhìn đâu nó cũng không có trái nào, không có muối nào bị sượng hết đó. Tương đối là hài lòng với lại cái trái này. Rồi nó hộp nè, hộp đẹp, ba hộp, hộp nào cũng như hộp nấy ha. Đấy, cái muối nhỏ đó nó cũng hộp đẹp, và muối bự nó cũng hộp đẹp, cho nên nghĩ cái này là nó cơm vàng hộp lép ha. Để mình coi cái này muối nhỏ nhất này nha, để coi để nó hộp cũng bự ấy. Muối nhỏ thì nó không có được thơm ngọt ngọt bằng, nhưng mà ăn nó cũng đó là ngon. So với lại cái muối sang kinh, cái này là nó có 30 à, mà mình mua cái muối sang kinh là ít nhất cũng 50-60, nó rẻ bằng phân nửa, mà ăn cũng ngon. Cho nên nếu mà mình mua được mua sang kinh ăn thì mua sang kinh ăn, nhưng mà nếu mà thèm sầu riêng ăn cái này cũng tương đối là ngon và cũng đáng đồng tiền ha. Thôi mình ăn thêm một muối nữa rồi mình sẽ kết thúc cái video. Wow, ăn này. Rất là thơm. Ở đây á, mình không có hửi được cái mùi thơm của cái sầu riêng, nhưng mà khi mà mình cắn vô đó, như là cái mùi vị nó trào ra hết trong cái lưỡi của mình, trong cái miệng mình nhé. Nếu như mỗi miếng nó sẽ chào ra cái mùi vị, cái nồng, cái hương nồng của trái sầu riêng, mà mình hửi được á, mình hửi thì mình hửi không có ra cái mùi nó đậm đà như vậy, nhưng khi mình ăn á, cái mùi nó rất là nồng, rất là thơm. Mà nó rất là ngọt. Nào, hộp bếp. Nghĩ là khi mà người ta bán nhập mấy cái sầu riêng này là nó nhập trái nhỏ là đúng rồi. Tại vì bán thì một trái này là 30 đô, nó chạy ra khoảng bao nhiêu ta, 500.000 á, 500.000 tiền Việt Nam á. Mà nếu mà gia đình nhỏ ăn như đây là cũng đủ rồi, cũng vừa rồi. Cho nên nếu mà nó nhập vào trái mà bự quá đó, 4-5 kg gì đó, thì nó chạy lên nó mắc quá, đương đó là 60 đô, quá mắc, hay 70 đô gì đó, quá mắc để cho mua một trái sầu riêng để ăn tráng miệng. Ở Việt Nam thì còn mua một trái sầu riêng 4-5 kg thì tương đó nó cũng còn rẻ hơn, như vậy nó tươi ăn ngon hơn, cho nên nó phải nhập mấy trái nhỏ nhỏ như vậy để người ta mua để đỡ tốn tiền, đỡ mất tiền, với lại nó không có cần
ăn phí nhiều quá rồi nên đông sầu riêng đông đá là mình sẽ đông ăn một lần thôi, không có nên bỏ lại vô tủ lạnh, tủ đá lại ăn lần thứ hai nó sẽ không có ngon nữa. Cho nên nếu mà ai mà cứ muốn mua sầu riêng á nha, lên nó like của Hanabi 101 sầu riêng 101 ăn rất là ngon, đúng là đáng đồng tiền, rất là thơm, rất là béo, rất là ngọt nữa ha. Thôi mình sẽ kết thúc cái video tại đây ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye.